Giờ Đại Đức Phúc sẽ đoán trước sẽ dài dài 3 năm, vài chục năm nữa thì tất cả các cây cỏ nó cũng tu, nó có phép lạ, cái cây có thể tự di chuyển và các cái cây nó có thể nói chuyện được lên tiếng người, và các cái cây là một vị thần cây, rồi nhiều cái cây có thể là chúng ta bứng lên không được, nó sống ở đâu nó ở yên đó, chúng ta bứng lên là tự nhiên cái cây nó lặt lại và nó không không nhổ được và không chặt được và không không di chuyển được luôn. Thì những cái cây giống như cây hằng cây luôn rồi đó, rồi nhiều cái cây sâm ha, cây những cây mà nó có thể là mình đào lên là nó bay giống như cây cây sâm mà trong phim vậy. Thì tương lai sau này, tại vì cái nhà hồi xưa tới giờ những người ăn chay á, nhưng mà họ không biết là ăn chay là sát sanh nhiều hơn là ăn ăn thịt cá. Ví dụ ăn thịt cá chúng ta sát sanh một con động vật nào đó có thể cả gia đình và cả xóm và cả 100 người ăn được, nhưng mà tất cả rau cây cỏ là có sự sống, và sau này cái cây gì nó cũng có cái sự nhận thức và sống với xã hội và sống với loài người á. Cái cây nó có thể cảm nhận được, cảm ứng được, và cái cây nó biết nói nè, rồi cái cây nó biết bay biến nè, rồi khi khi mình chuẩn bị nhổ cái cây đó, cái cây nó đó sẽ bay ha, và những cái cây đó sẽ nói ra tiếng người được. Những cái cây nào mà sống từ cổ thụ từ 100 năm đến 200 năm là cái cây đó giống như hằng cây, chúng ta vô chặt nó sẽ nói la làng lên, hoặc những cái hằng cây đó nó sẽ đáp ứng. Thì tương lai sau này thì các cái nhà khoa học đến nỗi chứng minh được rất là khó, rồi các động vật sau này cũng tái sanh làm người. Nhiều cái vấn đề hiện nay nó giống như giờ con người, họ thích, có người thích làm chó, người thích làm mèo, có người thích làm khỉ, có người thích các cái động vật. Hình như chúng từ từ sau này tất cả những con vật mà tái sanh á, sau này con gì nó tái sanh lên thì nó thích y như vậy, nó thích ăn mọi những món ăn như như giống như con chó đào khai lên thì chó nó cũng giống vậy, mà con mèo nó đào khai lên cũng giống vậy, rồi tất cả con cọp thì nó tái sanh thì nó cũng vậy, rồi những người mà có những cái ngoại hình giống như động vật, rồi những cái động vật sẽ giống như loài người. Thì chúng ta sẽ thấy những cái loài động vật và các cái loài cây cỏ, hoa quả, đất nước, gió lửa sau này sẽ có nhiều cái màu nhiệm và có nhiều cái mà tái sanh và có cái sự thích ứng. Giống như ăn chay đi, chúng ta cứ nói là ăn rau, hoa quả sẽ không sát sanh, nhưng thực tế cây cỏ cũng có sự sống. Các cây có sự sống, chúng ta chặt thì cái cây chết, rồi con người chúng ta muốn ăn thì phải 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 chặt, phải phải ngắt đọt, rồi phải chiên xào nấu nướng và nhổ các cây lên để mình ăn. Như cây cỏ, cây rau rồi hoa quả đều có sự sống hết, mà chúng ta vì vì nuôi sống con người thì phải tiêu diệt và phải giết nó chết rồi mình mới ăn. Giống như các cây rau cải thì chúng ta trồng trồng lên, ta cắt ngắt ngọn, cắt đọt hoặc nhổ luôn cái gốc cái cây của các cây rau thì chúng ta mới chiên xào nấu nướng ăn. Rồi các cái cây có củ khoai rồi chúng ta phải nhổ nó lên chứ, rồi nó chết rồi mình lấy cái củ mình ăn. Nên tất cả các cây sau này chúng ta sẽ thấy nè, nhiều cái cây sẽ có màu nhiệm, nó biết bay biến, biết nói luôn, nên làm cho con người sau này sẽ thế nào. Rồi nhiều cái vấn đề phức tạp nữa, động vật nó biết nói nè, động vật giờ thì hiện tại có các động vật như con sáo nè, con két là biết nói rồi nè, rồi một số con động vật khác nó cũng biết nói rồi nè. Rồi giờ cái tất cả các động vật ở trong rừng giờ nhiều cái động vật lớn tái sanh lên, nên con người chúng ta thấy người thích làm quỷ làm ma, rồi quỷ ma nó cũng ứng hiện trong đời này luôn, nó biến lên nó sẽ làm nhiều mọi cách để cho con người chúng ta cũng điên đảo và cũng khó hiểu luôn. Nên giờ chúng ta phải ráng tu và phải biết hành sống thật, làm thật, để tương lai những người tu chứng quả thành Phật có hằng không và đoán trước trước mọi việc, rồi những vị sư phải cố gắng nói thành thật thì sống sẽ được tự do, tự là an lạc, giải thoát và làm được nhiều cái lợi lạc. Nên là chúng ta thấy không, nhiều cái cây nói sau này nè, nhiều cái cây mà nó sống lâu năm và nó trụ một chỗ á, giống như một thằng cây là một người, nó có thể biến hiện và biến hóa rồi biết nói luôn. Rồi các cây nó có thể bay chỗ này bay chỗ kia, rồi cái cây ví dụ mình chuẩn bị mình nói bứng cái cây này, tự nhiên cây đó nó di chuyển chỗ khác và nó sẽ đến chỗ khác, nó mọc lên nó sống. Nên chúng ta thấy có nhiều cái hiện tượng lạ lắm mà không thể nào mà báo trước và nói trước được.
Hôm nay có thầy Đại Đức Hạnh Phúc sẽ giải thích tại sông trong đạo Phật cấm chúng ta sát sanh. Thì sát sanh những động vật gì? Như loài người chúng ta ăn thịt, ăn các cái động vật nhỏ, thì hạn chế giết những động vật lớn như voi, trâu. Hồi xưa thì trâu bò không ăn, giờ trâu bò không ăn. Như người ta cấm giết những động vật quý hiếm như cọp, beo, sư tử, rồi những cái động vật to lớn, thì để con người để giữ bảo tồn của các cái động vật quý hiếm. Thì hiện nay thì cấm sát sanh, thì chúng ta là người tu, thì trong nhà tu ta đâu có cho mình giết những động vật để ăn, mà muốn ăn thì cầm bát khắc thực, ăn tam định nhục, không nghe, không thấy, không biết, nghi ngờ. Còn những Phật tử mà tu tại gia thì chúng ta có thể là nhiều người thì không sát sanh này, thì là không sát sanh người, không hại con người và không giết người thôi. Chứ còn các cái động vật thì mình ăn cái gì thì mình có thể sát sanh mình ăn, nhưng mà ăn cái gì mà của thuộc vào của mình. Ví dụ như muốn ăn thì mình nuôi những động vật như gà hay những động vật heo, những bất động vật thì rất là nhiều động vật mà khi chúng ta ăn, muốn ăn thì phải nuôi, và muốn ăn thì phải mua về mình làm, chứ không phải mình động vật của người ta mình bắt, hay là rồi mình đến nhà người ta mình có thể nó tấm bồn rình rình thấy người ta có nuôi những con gì mình muốn ăn, cái mình lợi mình bắt. Thì đạo Phật cấm sát sanh, nhưng mà sát sanh những động vật lớn, đặc biệt là những cái loài lớn, cực kỳ lớn. Rồi động không sát sanh như người chúng ta không giết hại nè, không chém, không giết, rồi không đầu độc nhau, rồi không con người không giết nhà hại nhau, gọi là không sát sanh. Thì không sát sanh là những động vật thực vật gì nếu mà không sát sanh thì cũng không sát sanh hết. Thì khi tu chúng ta sẽ gì? Giữ giới tốt. Rồi chúng ta không giết bất cứ động vật thực vật, hay giết người, hay bất cứ cái tính mạng thực vật, động vật và loài người. Thì khi tu ở chùa thì mình tu thì Phật tử đến cúng dường tam bảo, rồi khi ăn đi cầm các sư cầm bát khắc thực, hoặc có thể là ở chùa nấu nướng thì có những cái cụ già hay những cái chàng trai hay cô gái đến chùa nấu nướng, rồi xong rồi dọn lên cho các chư tăng ăn, rồi xong rồi một là có một cái nơi nghỉ dưỡng để làm đầu bếp, hoặc là có thể là chúng ta buổi sáng đến chùa nấu nướng, xong buổi chiều chúng ta về. Thì trong đạo Phật thì hướng dẫn cho chúng ta dù là tính mạng động vật hay thực vật, thì chúng ta không sát sanh thì không chính mình giết. Còn người đời á, người ta sát sanh dù có chùa ha, các sư không sư gì người ta cũng ăn bình thường, dù có chùa không chùa người ta cũng ăn bình thường. Các sư là nhà mình ăn gì cúng các sư cái gì các sư nhận cái đó, và các thầy nhận cái đó, chứ đâu có xúi dục Phật tử, đâu có xúi dục Phật tử giết động khèm cái động vật nào mà giết cho các sư ăn. Rồi các sư cũng đâu có nói khèm động vật thực vật gì đâu, mà mình cúng cái gì các chư tăng cái đó, nên các thầy các sư không sát sanh và không giết động vật, không giết người. Thì đạo Phật tử cũng vậy, là cấm sát sanh là sát sanh những cái động vật quý hiếm, rồi cấm sát sanh là loài người thôi. Thì con người phải biết yêu thương nhau, trong đâu phải như chúng ta thấy không, có một số quốc gia đó con người ăn thịt người đó, rồi người ta ăn thịt sống không,